Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia! Thân ái chào Hội Thánh. Sau 2 tuần không nhìn thấy mặt ông bạn chị em, quả thật là 10 ngày qua thì lịch của chúng tôi khá dày đặc. Vào sáng sớm ngày thứ 6 tuần trước thì phải thức dậy lúc 3 giờ sáng, sau đó bay ra Hà Nội. 9 giờ 20 thì có cơ hội gặp ông Thứ trưởng của Bộ Nội vụ để làm việc, chào thăm. 11 giờ thì được gặp ông trưởng ban tôn giáo chính phủ. Sau đó 12 giờ thì chúng tôi lên đường đến Sapa. Ngày hôm sau thì chúng tôi gặp gỡ các hội thánh ở tại đó, những người Hờ Mông. Rồi rất là vui vì buổi chiều được bất ngờ gặp gỡ các con thiên ca đã từng ở đây từ 9 năm qua. Có những con đã ở 2 năm, có những cháu ở 4 năm rồi trở về. Và rồi chúng tôi được gặp người phối ngẫu của các con, là những người mà chúng tôi chưa bao giờ gặp. Nhưng mà tình thân giữa bố mẹ, các con đã ở đây, người phối ngẫu, rồi có những đứa cháu vô cùng dễ thương. Có những cái gia đình, có những cặp vợ chồng đã có 3 đứa con rồi và quây quần bên ông bà, thật là tuyệt vời. Và chúng tôi nói rằng tất cả những công khó, những góp phần, những hy sinh của chúng tôi nó trở thành vô cùng nhỏ bé. Ngày Chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi nhóm với một hội thánh người Hờ Mông chia sẻ lời của Chúa. Sau đó thì là về Hà Nội. Tối Chủ nhật thì về đây. Ngày thứ hai làm việc với con dấu mới. Sau 27 năm chờ đợi thì chúng ta chính thức có được pháp nhân, được cấp con dấu chính thức. Và rồi sáng ngày thứ ba thì chúng tôi bay qua Bangkok. Chúng tôi được dự một cái chương trình vô cùng tuyệt vời, được gặp gỡ các đầy tớ của Chúa ở trong các quốc gia Á Châu. Đặc biệt chúng tôi được nghe từ ông bà mục sư có tên là Cesar Catalanos, một người Colombia, một người Nam Mỹ. Gần 30 năm trước, ông được Chúa hướng dẫn bắt đầu một hội thánh. Ngày hôm nay hội thánh của ông trên 500.000 tín hữu. Bà vốn là một thượng nghị sĩ đầu tiên của đất nước Colombia và là thượng nghị sĩ đầu tiên trong thế giới của các nước châu Mỹ Latin. Nhưng rồi ban đầu thì bà nghĩ rằng tôi chỉ giúp cho chồng tôi thôi. Nhưng mà trong cái sự kêu gọi của Chúa thì là cả vợ, cả chồng đều phục vụ Chúa. Thật ra là 10 mấy năm trước chúng tôi đã nghe con gái của ông bà, lúc đó rất trẻ, giảng lời của Chúa rồi. Và lần này khẳng định. Cho nên Chúa đặt trong lòng của chúng tôi những cái quyết định rất là mới mẻ cho công việc Chúa vào những năm còn lại. Chúng tôi gặp một vị, chúng tôi được nghe từ một cặp vợ chồng của một mục sư Hàn Quốc. Và chúng ta biết là Hàn Quốc những năm gần đây thì hội thánh mất những người trẻ. Hàn Quốc đã từng trải qua một cơn phấn hưng, nhưng mà rồi những người trẻ lần lượt rời khỏi hội thánh. Vậy mà ở tại đảo Jeju thì Chúa dấy lên ông bà mục sư này. Khởi đầu chỉ có 120 tín hữu thôi, ngày hôm nay đã hơn 4.000 tín hữu rồi. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi gặp một vị mục sư ở Nam Phi và ông cũng chia sẻ cùng một nguyên tắc. Chúng tôi nghe một bishop, một giám mục, thật ra là một người mục sư trưởng ở tại Philippines cùng một nguyên tắc như vậy. Và hội thánh của Chúa tăng trưởng. Và điều cảm động lòng tôi nhất đó là mục sư Cesar Catalanos, ông nói rằng ông đã từng quản nhiệm một vài hội thánh, nhưng rồi ông cảm thấy có một cái điều gì đó rất thiếu. Một ngày kia thì Chúa nhắc nhở ông, và ông đến với Chúa, ông nói rằng: Chúa ơi, bây giờ con đã mệt mỏi quá rồi. Chúa sẽ là người lãnh đạo của con. Chúa là mục sư của con. Con xin rút lui để làm người giúp việc cho Chúa thôi. Và Chúa nói với ông rằng: ta đợi điều đó từ lâu rồi, sao bây giờ mới nghe con nói?
Và từ đó, sự hướng dẫn của Chúa, sự bày tỏ của Chúa, Chúa dẫn dắt đến đâu, ông bước đi theo đó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và chúng tôi có một tuần thật là phước hạnh. Chiều hôm qua, về đây lại có cơ hội kịp để dự đám cưới của Vũ và Minh Nguyệt, dự tiệc cưới, đám cưới nữa. Cảm ơn Chúa, vô cùng tuyệt vời. Tôi rất nhớ Hội Thánh, chỉ vắng một tuần thôi. Và cảm ơn Chúa sáng hôm nay được có mặt ở đây với ông bà, anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình và chúng ta nhớ là câu gốc của hôm nay. Đó là Sáng Thế Ký, đoạn 12, câu thứ 3. Chúng ta cùng lắng nghe và suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Trong những ngày qua, nếu chúng ta để ý một chút, thì chúng ta sẽ nghe tin tức vào ngày 20 tháng 5. Hôm nay chỉ mới là ngày 26 thôi, 27, à, xin lỗi 26, chỉ mới có 6 ngày thôi. Và tin tức cho biết rằng vào ngày 20 tháng 5 vừa rồi thì có một tai nạn trực thăng. Tổng thống Ephraim của Iran cùng với những quan chức cao cấp đã tử nạn. Và chúng ta biết rằng nhiều năm qua thì là một trong những cái lò lửa của thế giới âm ỉ. Thứ nhất là Iran, thứ hai là Bắc Hàn. Bởi vì dầu cho bị Mỹ cấm vận bao nhiêu đi nữa thì họ cũng bí mật nghiên cứu sản xuất bom nguyên tử. Và điều đó đe dọa cả thế giới. Và tổng thống mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh ở đây, tổng thống Iran vừa mới tử nạn đó, là một trong những người rất hiếu chiến, rất cực đoan. Và bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ, bất chấp những cái ảnh hưởng của thế giới, ông đặc biệt chống Israel. Và chúng ta hãy xem tin tức một chút nha. Dạ, xin mời chúng ta cùng lắng nghe. Sáng ngày 20 tháng 5, hãng tin Mirnews của Iran cho biết toàn bộ người ngồi trên trực thăng chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran đã hy sinh. Truyền thông Iran khẳng định Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở quan chức Iran rơi ngày 19 tháng 5. Tasnim cho biết trên chiếc trực thăng vì chở theo Tổng thống Iran bị rơi ngày 19 tháng 5 nêu trên có 9 người, bao gồm 3 quan chức, một lãnh đạo Hồi giáo và các thành viên an ninh tổ bay. Trước đó, các tổ chức cứu hộ đã di chuyển tới địa điểm chiếc trực thăng rơi sau khi tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ Iran thông báo đã khoanh vùng và thậm chí thấy được xác trực thăng. Khoảng 23 giờ 20 phút đêm ngày 19 tháng 5 giờ Việt Nam, truyền thông nhà nước Iran chính thức xác nhận chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi đã rơi vì thời tiết xấu. Hình ảnh được phát trên đài truyền hình nhà nước IOINN cho thấy Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdullahian ngồi trên trực thăng trước khi gặp nạn sau chuyến thăm biên giới Azerbaijan. Cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã được an nghỉ tại quê nhà Mashhad của ông, kết thúc chuỗi ngày quốc tang kéo dài 5 ngày với sự tham gia của hàng triệu người dân cùng nhiều quan chức Iran và đại diện các quốc gia trên thế giới. Trước đó, buổi lễ cầu nguyện cho ông Raisi đã được tổ chức tại Đại học Tehran, thủ đô Tehran, Iran và do đích thân đại giáo chủ Ali Khamenei chủ trì. Trên quan tài của cố tổng thống Ebrahim Raisi, người ta đặt một chiếc khăn quấn màu đen như lời khẳng định vị cố tổng thống chính là hậu duệ trực tiếp của nhà tiên tri Muhammad, cũng là người sáng lập ra Hồi giáo. Theo hãng tin AFP, người dân Iran đã đổ xô ra đại lộ chính của thành phố Mashhad với trang phục màu đen cùng bó hoa trắng để tham gia lễ an táng cố tổng thống. Họ cầm theo ảnh của cố tổng thống Raisi, dựng cờ đen và các biểu tượng của dòng Shiite trong Hồi giáo trên khắp mọi nẻo đường mà chiếc xe chở linh cữu ông Raisi đi qua, đặc biệt tại nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Cùng ngày 23 tháng 5, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian, người có mặt trên chuyến bay cùng cố tổng thống Raisi, cũng được an táng tại đền Abdon Azim, thị trấn Shahirey, phía tây nam thủ đô Tehran. Có ai đã từng xem tin tức này rồi? Ngày hôm nay trên mạng đó, thì là mỗi một ngày, thậm chí mỗi một giờ, rất là nhiều tin tức về những gì đang xảy ra trên thế giới.
Nhiều khi chúng ta có thấy nhưng mà bận rộn quá, hay là nó không thuộc lĩnh vực của mình, không quan tâm, không để ý. Lúc nãy chúng ta nghe Thiên Ân và Xuân Nghi làm chứng. Chúng ta đã xem video về các bạn thanh niên. Cảm ơn Chúa. Chúa nhắn nhủ với các bạn nhiều điều lắm ở trong cái khóa học thanh niên tinh nhuệ. Chúng tôi đi đến một tuần ở tại Bangkok thì là chúng tôi nghe các đầy tớ của Chúa chia sẻ. Chúa hướng dẫn chúng tôi. Chúa phán với chúng tôi. Tôi không biết là ở đây quý vị có ai nghĩ rằng Chúa không còn phán với chúng ta không? Nếu chúng ta nghĩ như vậy, theo cách của những người truyền thống đó rằng ngày hôm nay thì đã có Kinh Thánh rồi, cho nên Chúa không còn phán nữa đâu, thì sai rồi. Đức Chúa Trời vẫn phán. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tạo nên con người vì muốn thông công với con người, vì yêu con người. Có bao giờ chúng ta yêu một người nào đó mà ngậm câm không muốn nói không? Vợ chồng mà không nói chuyện được với nhau thì là bức bối lắm. Bạn bè thân thiết mà không trò chuyện được với nhau thì là bức bối lắm. Tại sao chúng ta lại dám nghĩ rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta mà Ngài không còn nói với chúng ta nữa? Vâng, Ngài nói với chúng ta qua lời của Ngài. Nhưng mà Ngài cũng nói với chúng ta qua thiên nhiên. Ngài nói với chúng ta qua nhiều điều. Và nếu chúng ta đọc Thi Thiên thì chúng ta thấy rằng bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm, ngày này qua ngày kia, đêm này qua đêm nọ, thì Đức Chúa Trời vẫn phán với con người. Và khi chúng ta nhìn thấy những điều xảy ra, Chúa phán gì với chúng ta? Xin hãy cùng với tôi đọc chung Sáng Thế Ký đoạn 12 câu thứ 3 một cách chậm rãi. Và nếu chúng ta học thuộc được câu này, thật ra ngắn lắm, tôi khích lệ chúng ta hãy học thuộc câu Kinh Thánh này. Xin chúng ta bắt đầu. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con. Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Chúng ta đọc lại một lần nữa nha. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con. Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Con ở đây là ai? Nếu chúng ta đọc ở Sáng Thế Ký đoạn 12 thì chúng ta biết rằng đây là những lời chính Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của cả vũ trụ phán với Abraham. Lúc bây giờ Abraham chỉ có một mình thôi, chưa có một đứa con nào. Ông ở tại xứ Ur và Đức Chúa Trời phán với ông, ban những lời hứa cho ông. Và chúng ta thấy sau đó hậu tự của ông cứ được thêm lên, trải dài khắp mặt đất, đúng như lời của Chúa rằng hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Và chúng ta biết rằng người Israel ngày nay vẫn thường hãnh diện và tự hào nói rằng lạy Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Abraham chính là ông tổ của người Do Thái. Và lời hứa này Chúa nói với Abraham cách đây đã hơn 3.000 năm rồi. Lạ lùng quá, chúng ta nghĩ rằng ôi làm sao, chuyện quá xưa rồi, làm sao mà còn ứng nghiệm được. Tôi khám phá ra rằng 40 năm theo Chúa trong cuộc đời, có những lời cầu nguyện, có những lời hứa của Chúa mình tưởng rằng sẽ không bao giờ trở thành sự thật, nhưng rồi một ngày kia điều đó trở thành sự thật. Và tôi phải sững sờ và nói rằng Chúa ơi, con đã quên điều đó, nhưng Ngài thì không bao giờ quên. Vì Đức Chúa Trời là đấng thành tín, nghĩa là Ngài đã hứa điều gì Ngài không bao giờ quên. Vì vậy đề tài của chúng ta hôm nay đó là không quên lời hứa. Điều mà chúng ta xem tin tức vừa rồi thì là chúng ta sẽ thấy đó, báo Tuổi Trẻ, chúng ta lên mạng, chúng ta hãy cứ chụp hình lại và tìm những cụm từ này để chúng ta sẽ thấy rằng đây là sự thật hiển nhiên chứ không phải là do tôi nghĩ ra để nói đâu.
Vào ngày 24 tháng 4, 2024, thì Tổng thống Iran là người đã dọa xóa sổ Israel. Mà Israel là hậu tự của Abraham, là người mà Đức Chúa Trời đã hứa rằng ta sẽ chúc phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Báo Pháp Luật cũng đã đăng cái câu nói này: Tổng thống Iran dọa sẽ xóa sổ Israel. Và chúng ta thấy rồi, báo vtv.vn cũng vậy, rồi báo khác cũng như vậy, đăng lại lời của Tổng thống Iran. Và chúng ta thấy là cái này nó, vâng, chính cái ông này đây, chính ông này đây, sự việc diễn tiến vô cùng nhanh chóng. Những lời tuyên bố của ông đó thì là được nói vào ngày 24 tháng 4. Vậy mà chỉ chưa đầy một tháng sau thôi, ngày 19 tháng 5, chỉ trong một chuyến công tác, ông cùng với Ngoại trưởng của Iran và cùng với những quan chức cao cấp khác đã tử nạn trên chiếc máy bay. Ngày 19 thì người ta không tìm thấy nó nữa. Rồi đến ngày sau đó thì xác nhận là đã chết rồi. Và chúng ta biết rằng tang lễ quốc tang đã được cử hành trong 5 ngày. Và tang lễ đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 5. Tôi không bao giờ quên Thiên Ân một ngày kia kể lại cho tôi nghe. Lúc bây giờ thì là ở tại khu vực Cát Lái, chưa có mở cao tốc đâu, thì có một cái nhóm tế bào ở tại đó, có bà Đông, rồi có chị Mười Đường, có cô Sáng cùng tham dự trong nhóm tế bào đó. Ở gần đó thì có một ông mỗi lần nhóm lại hát thánh ca là ông chửi rủa. Và một ngày kia ông chửi rằng đó là ông chửi, ông kêu Đức Chúa Trời ra, ông chửi rất là nặng nề. Và chỉ một thời gian rất ngắn sau đó thôi thì ông đã nằm dưới bánh của chiếc xe container và không còn nữa. Tôi thưa với quý ông bà anh chị em, tất cả những gì lời của Chúa ghi chép ở đây không phải là những điều cũ kỹ lỗi thời đâu. Và tôi không bao giờ quên cố tiến sĩ mục sư Billy Graham, ông nói rằng ngày hôm nay nếu một tay chúng ta cầm kinh thánh, tay kia cầm tờ nhật báo, thì nó vẫn luôn thích hợp, bởi vì kinh thánh là lời sống và linh nghiệm, kinh thánh có giá trị đời đời, vượt thời gian và không gian. Chúng ta nhìn thấy đây là sự thật, không phải do ai tự nghĩ ra, nhưng mà đây là sự thật. Chúng ta sẽ không có thì giờ, nhưng chúng ta biết rằng kinh thánh cũng đã ghi lại trong suốt lịch sử của người Do Thái, thì đã nhiều lần, nhiều khi Đức Chúa Trời ra tay can thiệp khi một ai đó nhằm đe dọa xóa sổ Israel. Chúng ta có thể chụp màn hình lại và về nhà đọc kỹ Các Vua Thứ Nhì đoạn 19, thì kinh thánh cho biết rằng vào đời của vua Ê-xê-chia cho đến bây giờ thì khoảng chừng 2700 năm. Và thật ra là lời hứa dành cho Abraham đó là 4.000 năm rồi. Nhưng mà vào đời của vua Ê-xê-chia 2.700 năm trước đó, thì Các Vua Thứ Nhì đoạn 19 nói rằng Ê-xê-chia bị sự đe dọa của vua Assyri là Sanherib. Đến nỗi ông sợ hãi quá và đến chỗ cùng đường rồi. Ông vào đền thờ cầm cái bức thư đe dọa của Sanherib cầu nguyện. Và Kinh Thánh ghi lại là ngay đêm ấy một thiên sứ của Đức Giê-hô-va ra đánh giết 185.000 người trong trại quân Assyri. Sáng hôm sau người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết. Chúa cho Sanherib một cái hình ảnh thật là kinh khủng, và Chúa còn kiên nhẫn với ông, nhưng mà ông
cũng không ăn năn. Cho nên câu 37 nói gì? Một hôm vua Sancherib đang cúi lạy thần của mình trong đền thờ Nisroch, thì các con trai của vua là Atramelech và Sarisse dùng gươm giết vua rồi trốn sang xứ Ararat. Tôi hy vọng rằng kể từ hôm nay, khi quý vị nghe những lời này, chúng ta sẽ nghiêm túc hơn trong việc đọc lời của Chúa. Và mỗi khi đọc lời của Chúa, đừng nghĩ rằng đây là những dữ kiện lịch sử đã xưa rồi, đã lỗi thời rồi. Bởi vì lời Đức Chúa Trời là lời sống động. Rõ ràng là chúng ta liên kết lời hứa của Chúa dành cho Abraham 4.000 năm trước, cái sự kiện trong đời của vua Ezechia gần 3.000 năm trước, 2.700 năm trước, và rồi chỉ mới cách chúng ta có 6 ngày thôi, thì rõ ràng cùng một khuôn mẫu. Bởi vì Chúa nói rằng ta sẽ chúc phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Cảm ơn Chúa, trong Kinh Thánh có vô số những lời hứa rằng Chúa sẽ bảo vệ Israel là dân sự của Ngài. Các núi vây quanh Jerusalem thế nào thì Đức Giê-hô-va cũng vây phủ con dân Ngài thế ấy, từ bây giờ cho đến đời đời. Những người tin cậy Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rung động nhưng tồn tại đời đời. Sa-ta-ri thì nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng ai đụng đến anh em, tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Tôi không có thời giờ để trích ra nhiều câu Kinh Thánh đâu, nhưng mà chúng ta đọc thì chúng ta biết rằng Chúa yêu thương tuyển dân của Ngài. Israel là con trưởng nam của Ngài. Dù trải qua những hoạn nạn vì họ không vâng lời, Chúa đành phải hình phạt họ, nhưng mà Chúa không bao giờ lìa bỏ họ. Có lẽ nói đến đây thì quý vị nói, ủa sao trong giai đoạn Thế chiến thứ hai đó thì dưới tay của Hitler đã có hơn 6 triệu người Do Thái bị thiêu sống ở trong những lò hơi ngạt. Chúng ta biết là lời của Chúa nói gì ở đây. Tôi đọc cho chúng ta nghe một số cái câu Kinh Thánh ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 1. Chúa đã bẻ gãy cái ách họ mang, nói về Chúa Giê-xu. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng sự chết. Vì Chúa đã bẻ gãy cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp như trong ngày của Ma-đi-an. Rồi Ê-sai đoạn 10 câu thứ 5 nói thế này: hỡi Assyri là cái roi của sự thạnh nộ ta. Vâng, người Do Thái, có lẽ không có dân tộc nào trên thế giới phải chịu nhiều đau khổ như người Do Thái. Bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn họ. Đức Chúa Trời đã chọn họ là tuyển dân của Ngài, là con đầu lòng của Ngài. Và giống như phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc vào đầu giờ lễ đó: ngày hôm nay ta rao cho các ngươi phước lành và sự rủa sả. Chúa đã cảnh báo rồi, nếu các ngươi nghe và làm theo thì phước lành sẽ đổ xuống. Ngược lại, nếu các ngươi không làm theo thì sự rủa sả sẽ đến. Và chúng ta biết có những giai đoạn Chúa phải dùng người ngoại bang. Trong trường hợp Ê-sai nói ở đây là Chúa dùng người Assyri như là một cây roi đánh trên họ. Và có lời hứa rằng Chúa sẽ bẻ gãy cây roi ấy. Ở Hebrew cũng nói rằng kẻ nào Ngài yêu thì Ngài cho roi cho vọt. Nếu trong ánh sáng của lời Chúa thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi: Chúa ơi, Ngài yêu dân sự của Ngài, Ngài yêu người Israel, tại sao Chúa lại để cho họ khổ sở như vậy? Tại sao 6 triệu người Do Thái chỉ bị giết trong một thời gian ngắn thôi? Tại sao sự kiện năm ngoái đó thì là Hamas vào trong địa phận của Israel và tấn công giết chết nhiều ngàn người? Chúng ta lên Facebook để nghe lại cái bài giảng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng trong một cái lễ hội của những thanh niên Do Thái, người ta đem tượng Phật đến ở đó, người ta nhảy múa, người ta có những cái biểu tượng của đồng tính, và người ta nói rằng ngày hôm nay đó Tel Aviv là thiên đường của những người đồng tính. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thành tín, Ngài giữ lời hứa của Ngài, nhưng mà Ngài cũng là đấng thánh khiết, Ngài giữ lời hứa của Ngài. Ngài nói rằng nếu các ngươi vâng theo thì phước lành sẽ đổ xuống, ngược lại nếu các ngươi không nghe thì hình phạt sẽ đến.
và Đức Chúa Trời dùng cây roi để đánh người Do Thái để đem họ trở về với Ngài. Một số người trong quý vị nói, tại sao tôi đâu có liên quan gì đến người Do Thái đâu mà sáng hôm nay chúng ta lại nói đến họ. Chúng ta hãy cùng nhau đọc Roma đoạn 3 câu 29. Nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi Abraham, tức là những người thừa kế theo lời hứa. Ai là người thuộc về Đấng Christ? Tất cả chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ không có mặt ở đây đâu, đúng không? Chúng ta đã thuộc về Đấng Christ. Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, có người thì lâu rồi, có người thì mới đây, nhưng mà chúng ta được cảm động và biết rằng mình là tội nhân, cần Chúa Giê-xu thanh tẩy đời sống của mình, và chúng ta đã đến, chúng ta đã thuộc về Đấng Christ. Và Kinh Thánh nói gì? Anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham. Như vậy, nếu chúng ta tin rằng tất cả những lời hứa của Chúa dành cho Abraham cũng dành cho chúng ta, thì điều đó có hợp lý không? Vâng, chắc chắn rồi. Và Chúa hứa điều gì? Ta sẽ chúc phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Trong lịch sử có những giai đoạn hội thánh của Chúa bị bắt bớ, bị bách hại rất nặng nề. Tại sao Chúa lại để cho những điều đó xảy ra? Như chúng ta đã nói, người Do Thái, Chúa phải dùng cây roi để đánh họ. Hội thánh của Chúa cũng không miễn trừ đâu. Khi hội thánh yếu đuối, khi hội thánh không làm trọn nhiệm vụ của mình, Đức Chúa Trời sẽ dùng cây roi để làm cho hội thánh trở nên tinh tuyền hơn. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta đang ở trong tháng 5 năm 2024. Nếu chúng ta tính một cái mốc lịch sử kể từ ngày 1 tháng 5 2024 ngược lại 30 tháng 4 1975, thì chúng ta đã trải qua 49 năm biến cố lịch sử ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi một người Việt Nam ở trên quê hương, trên đất nước này. Và hãy nhớ rằng con số 50 có một ý nghĩa, có một giá trị. Xin đừng hiểu lầm, tôi muốn ứng dụng năm nay là năm thứ 50 của lịch sử Việt Nam. Và Kinh Thánh nói rằng trong năm thứ 50, Đức Chúa Trời sẽ ban sự tự do. Và tôi muốn khẳng định là sự tự do không phải về chính trị, mà là sự tự do trong tâm linh. Bởi vì nhiều khi chúng ta muốn làm điều lành, nhưng không làm được, điều dữ cứ đeo đuổi lấy mình. Trong năm thứ 50, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban phước một cách dư dật dồi dào. Trong năm thứ 50, những trật tự trong gia đình, trong hội thánh sẽ được thiết lập lại. Tôi không bao giờ quên một bài hát mà tôi rất thích. Bài hát đó có tựa đề là "Tôi ước mơ là viên than hồng". Bài hát đó từ một người là cựu trung tá của chế độ cũ. Sau năm 1975 thì ông bị đưa vào trại tập trung cải tạo ở miền Nam, sau đó đưa ra miền Bắc và kéo dài 14 năm. Nếu chúng ta là những người lớn tuổi thì chúng ta hiểu cái cuộc sống lúc bây giờ như thế nào. Cuộc sống ở bên ngoài mà còn khó khổ, huống chi cuộc sống của một người ở trong trại tập trung cải tạo. Hiếu thốn, lạnh lẽo. Và ông kể lại là vào một đêm khuya, vào một đêm kia, lạnh quá. Mọi người ngồi lại, nhóm một bếp lửa lên, rồi lấy củi chất vào để sưởi ấm. Nhìn đốm lửa, nhìn những hòn than tí tách, thì ông cảm xúc và ông viết lên: Chúa ơi, con ước mơ là viên than hồng. Viên than đó sẽ làm bùng cháy những tấm lòng. Nhưng mà ông cũng nói rằng trước năm 1975, dù là mang chức vụ trung tá, ông là người tin lành, ông thường được mời cầu nguyện ở trong mỗi cái buổi nhóm, nhưng mà ông chưa thật sự gặp gỡ Chúa Giê-xu. Cho đến những năm tháng đau khổ ở trong tù thì ông mới được gặp gỡ Chúa.
Tôi có thể kể ra là hàng ngàn người như vậy, họ nói rằng nếu không có biến cố năm 1975, không có những đau đớn trong lịch sử của người miền Nam, của dân tộc Việt Nam, thì tôi sẽ không bao giờ hầu việc Chúa đâu, tôi sẽ không bao giờ được biết Chúa đâu. Và chính tôi cũng nói như vậy, nếu bố tôi không bị bắt vào trong trại tập trung cải tạo, tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành một người hầu việc Chúa, kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Chúng ta biết tại sao người Do Thái nhận được lời hứa của Chúa, nhưng mà họ lại khổ như vậy. Và chúng ta cần được nhắc nhở đó là, Chúa ơi, Ngài đã vạch ra hai con đường. Một con đường hưởng phước lành, một con đường ở dưới sự rủa sả. Nhưng mà bản tính ương ngạnh của con người, của xác thịt, cứ thích đi theo con đường riêng của mình. Và Đức Chúa Trời đành phải cho phép những tai ương hoạn nạn xảy đến để kéo chúng ta trở về gần với Ngài. Đừng ai nói rằng nếu chúng ta nhìn một người mà cuộc đời của họ cứ năm này qua năm khác thiếu thốn, đau khổ, bệnh tật, chúng ta hãy xem lại. Bởi vì lời hứa của Chúa là Chúa ban phước. Và nếu điều đó không nhìn thấy trong cuộc đời của một người theo Chúa, thì hãy xem lại, có thể có một cái gì đó thiếu trong đời sống của mình, có thể có một cái gì đó sai trật, và chúng ta cần chỉnh sửa lại để bước vào trong vùng phủ sống, để mình có thể nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Ở trong Roma đoạn 3, câu 8, câu 9, thì cũng nói rằng, ai tin thì được hưởng phước với Abraham. Đây là Kinh Thánh nói chứ không phải tôi nói. Kinh Thánh nói rằng, anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham. Ai tin thì được hưởng phước đó. Có thể có những người nghe lời của Chúa sáng hôm nay, có những người tình cờ lướt trên Facebook nghe những lời này và nghĩ rằng, ôi ông mục sư ông nói xàm, chẳng có liên quan gì đến người Do Thái cả. Vâng, phước hạnh dành cho người nào tin. Và tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta buổi sáng hôm nay, ông bạn chị em, chúng ta tin vào lời hứa của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu lời hứa của Chúa dành cho chúng ta rất rõ ràng, chúng ta là con cháu của Abraham vì chúng ta ở trong Đấng Christ, thì quý vị có nên lo lắng buồn rầu về những thiếu thốn, về những người chống đối, về những áp lực, về những bệnh tật, về những khó khăn trong cuộc đời mình không? Không. Chúa nói rằng, vì ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Quý vị quay qua bên cạnh đi, cho một người lấy cái ngón tay chấm vào trong mắt mình đi. Có ai làm được điều đó không? Không. Ngay cả khi chúng ta đi đó, mà một chút bụi nó văng vào mắt thôi, thì cái phản xạ tự nhiên mà Chúa đặt đó là mí mắt sẽ nhắm lại liền để bảo vệ cái con ngươi. Và nếu Chúa nói với chúng ta rằng ai đụng đến các ngươi, tức là đụng đến con ngươi của mắt Ngài, điều đó, lời hứa đó dành cho Abraham, dành cho dân Israel, nhưng mà dành cho những người ở trong Đấng Christ, dành cho mỗi chúng ta là con trai con gái của Ngài, dành cho hội thánh của Đức Chúa Trời ngày hôm nay. Khi suy nghĩ đến điều này, tôi muốn khích lệ quý vị hãy nghiêm túc nhìn hội thánh của Chúa. Dĩ nhiên, hội thánh đầy những con người, mà con người thì bất toàn. Đừng bao giờ thấy một người bất toàn và nói rằng hội thánh nó kỳ quá, tôi sẽ không đi hội thánh nữa đâu. Nếu chúng ta nghĩ rằng các nước Tây Phương, Mỹ là tuyệt vời lắm, và vừa mới đặt chân xuống phi trường của Hoa Kỳ, thấy rác, nói, ủa, ở nơi này mà có rác hả? Thôi tôi về, tôi không đến đây nữa đâu. Tôi thấy có những người như vậy đó, nghĩ rằng trong hội thánh tại sao lại có người như thế này, tại sao có người như thế kia. Chúng ta hãy coi lời của Chúa nói rằng hội thánh của Đức Chúa Trời là quý báu. Chúa sẽ chúc phước cho Abraham, Chúa sẽ chúc phước cho dòng dõi của Abraham, và chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời, Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con,
nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con. Quý vị có tin những lời này là thật không? Amen. Sự thật trước mắt chúng ta không thể chối cãi được. Và tôi muốn khích lệ quý vị, còn một phần thứ ba nữa, mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Xin hãy tự hỏi, gia đình có được phước vì mình có Chúa Giê-xu không? Có người amen rất lớn. Amen, tôi đồng ý. Nhưng mà cũng có những người chúng ta cần suy nghĩ lại. Nhiều khi chúng ta có Chúa rồi, và ý định của Chúa đó là mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước. Nhưng mà mình chưa phải là người đem phước đến cho gia đình của mình, cho người thân của mình, cho cộng đồng của mình, cho đất nước của mình. Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người hư mất, họ đang đau khổ, họ đang mất phương hướng. Chúng ta có sẵn sàng để nói về tình yêu của Chúa cho họ, để họ đến với Chúa? Bởi vì ý định của Chúa đó là Ngài muốn dùng chúng ta cũng giống như Ngài muốn dùng dân Israel, đem phước đến cho cả thế giới. Và Ngài muốn dùng mỗi chúng ta đem phước đến cho những người chung quanh chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta học lời của Chúa, chúng ta hạ mình khiêm cung đứng trước lời của Ngài và nói rằng: Chúa ơi, Ngài là đấng sống thật tuyệt vời vì những gì Ngài hứa, Ngài không bao giờ quên. Cảm ơn Chúa vì nhờ Chúa Giê-xu con được nhận lời hứa mà Chúa dành cho người Abraham, cho Abraham và cho dân sự của Ngài. Ngài hứa bảo vệ con, binh vực con. Nhưng mà xin Chúa cũng cho con trở thành nguồn phước cho những người chung quanh. Xin Hội Thánh hãy đứng lên để chúng ta đến với Chúa trong thời gian. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.